Minh Khôi xin chào tái ngộ quý khán thính giả của Đài Truyền hình Quê Hương và quý thính giả của Đài Phát thanh Quê Hương. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi phỏng vấn một người bạn trẻ trong cộng đồng chúng ta. Và lý do có cuộc phỏng vấn này tại vì anh sẽ ra ứng cử vào chức vụ nghị viên thành phố San Jose đơn vị số 4 trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 6 sắp tới đây. Thưa quý vị, đó là anh Tâm Trương, ứng cử viên Tâm Trương. Trong thời gian vừa qua, chắc là quý vị cũng đã theo dõi tin tức về những cuộc vận động tranh cử. Và một trong những cuộc tranh cử có thể nói là gay cấn nhất trong cái sinh hoạt tại thành phố San Jose là cuộc bầu cử vào chức vụ nghị viên đơn vị số 4. Trong kỳ bầu cử năm nay, thì các nghị viên đại diện cho những khu vực có số chẵn là số 2, số 4, số 6, số 8 và số 10 sẽ các cư dân ở những khu vực đó sẽ chọn người đại diện cho mình trong cái nhiệm kỳ 4 năm sắp tới. Hai năm tới thì lại những đơn vị số lẻ như là số 1, số 3, số 5, số 7, số 9. Còn lần này, thưa quý vị, năm nay thì cuộc bầu cử này sẽ chọn những nghị viên ở những đơn vị có số chẵn như vậy. Và đơn vị số 4 là một trong những đơn vị mà có đông người Việt Nam cư ngụ. Cho nên cuộc bầu cử lần này chúng tôi tin chắc là quý cư dân, quý đồng hương tại khu vực 4 rất là quan tâm và muốn chọn một ứng cử viên nào xứng đáng để đại diện cho mình trong hội đồng thành phố. Ứng cử viên Tâm Trương, như chúng tôi tìm hiểu và được biết thì anh là người Việt Nam trẻ và đầy nhiệt huyết. Đó là lý do mà chúng tôi mời anh đến đài để có cuộc phỏng vấn này, để có cơ hội để trình bày với quý vị về cái đường lối lập trường của Tâm Trương, cũng như qua cái phần trình bày của anh, chúng tôi tin là quý vị sẽ tìm được một ứng cử viên có thể nói là lý tưởng để chọn mặt gửi vàng, để gửi lá phiếu của quý vị cho ứng cử viên đó. Vâng, bây giờ xin mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện ngày hôm nay chúng tôi với Tâm Trương. Chào Tâm Trương. Dạ, kính chào anh Minh Khôi, kính chào quý vị ở Đài Quê Hương. Trước hết, mình có thể nói một chút về Tâm Trương cho quý khán giả cùng nghe không? Tại vì có thể có những vị đã biết Tâm Trương là ai rồi, đọc báo, nghe đài hoặc là nhận được những cái flyers gửi đến tận nhà mình. Yes. Nhưng có nhiều người cũng trong khu vực 4 nhưng mà cũng bận rộn quá, nhiều khi không có thời giờ đọc báo, nghe đài. Ngày hôm nay mới coi truyền hình hoặc ngày hôm nay với nghe Đài Quê Hương muốn biết về Tâm Trương, cứ nghe nói Tâm Trương nhưng mà không biết Tâm Trương xuất thân từ đâu, làm công việc gì và lý do tại sao mà Tâm Trương lại chọn ứng cử lần này. Thì bây giờ Tâm Trương nói một chút về Tâm Trương đi. Kính thưa quý vị, ứng cử viên Tâm Trương xin kính chào quý vị. Tâm Trương hiện đang làm cơ sở cảnh sát San Jose, làm thanh tra viên. Tâm Trương làm cảnh sát cũng 8 năm rồi. Trước đó Tâm Trương cũng đi học lớp San Jose State University. Tâm Trương ra bằng cử nhân là bằng 4 năm, là Administration of Justice, là kiểu như là học luật pháp. Sau đó Tâm Trương dù cho làm cảnh sát, Tâm Trương cũng cố gắng học thêm. Tâm Trương nhận được bằng cao học của University of Phoenix là nghề ngành Master in Business Administration, người ta gọi là nghề thương mại hay là Business Management, hành chánh. Tâm Trương, gia đình với Tâm Trương qua Mỹ 1991, lúc đó Tâm Trương 9 tuổi. Tâm Trương ở San Jose. Trước đó Tâm Trương cũng làm cảnh sát, Tâm Trương cũng làm ở khu vực 4, là người ta gọi là tiểu tuần, là patrol đó, chạy xe cảnh sát. Nhưng mà hiện nay Tâm Trương làm ở thanh tra viên, ở Bureau of Investigation. Nếu quý vị không biết, thanh tra viên là quý vị phải làm cảnh sát cũng mấy năm, có kinh nghiệm, cũng làm được nhiều thành tích ở ngoài cộng đồng, mới thi vô được, mới làm được detective, người ta gọi là police detective. Hiện nay Tâm Trương cũng là cố vấn, kiểu như là người ta gọi là corresponding secretary, là trên cái board của BRSA, Community Association. Cái này là cái BRSA là khu vực 4, là rất là mạnh, để cho kiểu như là neighborhood, để cho mình làm cho kiểu như là neighborhood càng ngày càng tốt đẹp đó. Thì nếu quý vị không coi mấy cái lần trước, danh sách Tâm Trương ưu tiên là Tâm Trương muốn xây dựng lại cảnh sát. Quý vị cũng biết, năm nay cảnh sát San Jose cũng là 1.106 người, mà chỉ có cái chừng 30 người cảnh sát Việt Nam thôi. Ít quá phải không ạ? Trong đó khi cư dân Việt Nam đây tới 1/10 của thành phố này. Cũng mà bây giờ mình chỉ có 30, chỉ có tổng số hơn 1.000 cảnh sát Việt thì ít quá. Ít quá. Thì quý vị cũng biết nhiều lúc cảnh sát mà nói tiếng Việt nhau, người ta hiểu nhau cũng làm gì cũng hơi cũng dễ dàng, cũng không có bớt cái sự hiểu lầm. Thì lúc mà Tâm Trương mà được đắc cử được, Tâm Trương gắng cố gắng sao mà làm cho cộng đồng mình có nhiều cảnh sát trong San Jose để phục vụ lại quý vị. Có cái ưu tiên thứ nhì là Tâm Trương muốn khôi gọi là
restore services, giống như là phục hồi lại mấy cái services của quý vị, chẳng hạn như thư viện. Thư viện hiện nay quý vị cũng biết, nhiều lúc mà mở có 3 ngày thôi, Tâm Trung muốn mở tới 5 ngày trong một tuần để cho con quý vị nếu như đi học cũng có chỗ mình về nhà mình làm bài. Còn một cái nữa là community service, community center đó, là chỗ mà vận động cộng đồng để cho người ta họp, cộng đồng mình có chỗ họp. Cũng hiện tại nay từ cái budget thì cũng có 3 ngày thôi, Tâm Trung cố gắng sao làm cho cái community center mở 5 ngày. Và cái thứ ba là cái công viên. Nhiều quý vị cũng biết, nhiều lúc weekend quý vị ra ngoài park, công viên để barbecue mà công viên cũng không ai chăm sóc. Thì tại cũng có cái tại vì ngân sách không có tiền, ngân sách không có tiền của San Jose, Tâm Trung cố gắng sao cho giúp đỡ cái đó. Cái thứ ba Tâm Trung rất là quan trọng với Tâm Trung là Tâm Trung muốn giúp đỡ quý vị cái affordable housing, là cái nhà lợi tức thấp. Để cho quý vị, như quý vị cũng biết, như affordable housing San Jose bây giờ cũng không có nhiều, mà cái waiting list của 1 năm, 2 năm, Tâm Trung với lại cái giấy tờ cũng khó hiểu lắm, tiếng Mỹ cũng khó hiểu. Tâm Trung nếu mà đắc cử được, Tâm Trung gắng cố gắng sao giúp đỡ mấy chú mấy bác có chỗ affordable housing để cho mấy chú bác có chỗ ở đàng hoàng. Tại cái giá nhà cửa ở San Jose là một trong những cái nơi mà giá nhà cửa quá cao, quá mắc đi. Những người bình thường, ngay cả chuyện đi thuê nhà, mình trả tiền thuê nhà nó cũng cao. Nhiều khi mình làm được bao nhiêu tiền trả vào tiền thuê nhà hết rồi. Và đúng rồi, có tiền sinh sống nữa. Cho nên đó là một trong những cái ưu tiên của Tâm Trung. Mình trở lại vừa rồi, Tâm Trung có nói tới cái chuyện mà thư viện bây giờ chỉ mở có 3 ngày. Tâm Trung ước làm sao nếu mà mình thắng cử làm sao mình có thể mở cửa 5 ngày cho mọi người cùng đến đọc sách, hoặc là đến các công viên mở cửa nhiều hơn, các trung tâm sinh hoạt còn đồng mở cửa nhiều hơn. Nhưng mà những cái chuyện đó, lý do mà tại bây giờ nó hoạt động ít là tại vì không có tiền, cái ngân sách nó bị hết tiền rồi. Dạ đúng. Thì bây giờ trong trường hợp mà thí dụ như là Tâm Trung đắc cử đi, thì Tâm Trung phải làm như thế nào để có đủ cái ngân sách, có đủ tiền để mà có thể mở cửa nhiều ngày hơn? Thì một cái danh sách đó gọi là Measure B. Measure B là Pension Reform. Hiện tại nay ở City San Jose, chẳng hạn như cảnh sát hay là chuyên lửa hay mấy người mà làm kiểu như là Public Safety đó, thì nếu như mà quý vị nào mà cảnh sát hay là chuyên lửa mà làm 30 năm thì người ta sẽ về hưu được 90%. Cái số lương hiện nay của 90% người ta. Và cái lương cuối cùng đó thì cảnh sát lương ít nhất bây giờ cũng là gần 100.000. Thì nếu như mà về hưu làm 30 năm thì người ta sẽ được 90.000. Cái số tiền nhiều forever luôn á. Rồi mỗi năm lên lương 3%. Thì cái này là làm rất là nặng cho danh sách của San Jose, ngân sách của San Jose. Thì nếu như mà cái Measure B là cái pension reform nó pass á, là Tâm Trung ủng hộ cái Measure B để cho mình có nhiều tiền để mình làm thêm mấy cái khác, chẳng hạn như mướn thêm cảnh sát, thay vì một cảnh sát mắc tiền quá mình giùm mướn thêm cảnh sát nữa. Thì cái đó là Measure B Tâm Trung support. Và nhờ cái số tiền đó mà mình có ngân sách để mà mình sử dụng trong cái việc, cái vấn đề mà mở cửa thêm ngày cho thư viện, hoặc là mở cửa công viên và các dịch vụ công cộng khác cho thành phố. Là mướn thêm ngân sách nữa. Thì chắc là quý vị cũng theo dõi tin tức trong những vừa qua, quý vị cũng biết là vấn đề ngân sách của thành phố San Jose đang bị rất là khó khăn. Và ông thị trưởng Chuck Reed, phó thị trưởng Madison Nguyễn và một số nghị viên trong hội đồng thành phố cũng đã quyết định đưa ra cái Measure B, tức là một cái dự luật để làm sao để có thể cải tổ lại cái vấn đề lương về hưu của các nhân viên của thành phố. Trong đó có nhân viên ở trong ngành cảnh sát, nhân viên trong ngành cứu hỏa vân vân, vì cái số lương về hưu của họ nó cao quá đi, tới 90% về hưu mà lãnh 90.000 và lãnh suốt đời như vậy, thì càng ngày mà mỗi năm lại tăng thêm 3% nữa thì nó trở thành cái gánh nặng rất là lớn cho thành phố này. Cho nên nếu mà không có những sự cải tổ đó thì có thể là thành phố sẽ không còn tiền để mà làm bất cứ một công việc gì khác nữa. Nó rút hết cái ngân sách vào để chỉ trả tiền cho một số nhân viên mà thôi. Đó là lý do mà ông thị trưởng đưa ra cái Measure B này. Và cái Measure B này cũng sẽ là một trong những cái điểm mà quý vị đi bầu trong cái cuộc bầu cử mùng 5 tháng 6 sắp tới đây. Thì ý Tâm Trung muốn nói là Tâm Trung là người ủng hộ cho cái Measure B đó. Tại vì nếu mà mình cải tổ lại, mình làm cho cái vấn đề mà trả lương về hưu cho các nhân viên thành phố nó vừa phải, nó hợp lý, thì chúng ta có dư được một số tiền, và số tiền đó mình sẽ làm những cái công việc khác có ích lợi chung cho tất cả mọi người trong thành phố. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ đó là những lý do tại sao mà cái đường lối mà Tâm Trung chủ trương là Tâm Trung sẽ làm việc nếu mà được sự tín nhiệm của cử tri và đắc cử vào chức vụ nghị viên hội đồng thành phố đơn vị số 4 cho cuộc bầu cử mùng 5 tháng 6 sắp tới đây. Thì bây giờ mình trở lại với cái lý do một chút, trở lại với Tâm Trung một chút nữa về Tâm Trung đi. Như vậy Tâm Trung nói là Tâm Trung đến Mỹ lúc mới có 9 tuổi. Dạ đúng, 9 tuổi.
và ở San Jose này. Dạ, ở San Jose. Đi học ở San Jose, trung học ở San Jose, tiểu học ở San Jose phải không? Dạ, dạ đúng rồi. Tiểu học ở San Jose, middle school ở San Jose, trung học cũng San Jose, yes. Lên đại học cũng học ở San Jose. Dạ đúng. Yeah. Và bây giờ làm cảnh sát cũng phục vụ cho thành phố San Jose này. Dạ đúng. Yeah. Dạ đúng. Như vậy có nghĩa là coi như là đối San Jose đối với Tâm Trường nó là một cái thành phố quá thân thương, là thành phố của mình biết hết phải không ạ? Yeah, quen thuộc quá. Yeah. Quen thuộc quá. Dạ. Yeah. Vâng, sở dĩ chúng tôi nhấn mạnh về điều đó là tại vì nếu mà một người như vậy mà ra ứng cử thì chắc chắn là họ có nhiều tâm huyết, nhiều cái điều muốn làm cho cái thành phố này tốt hơn, đẹp hơn. Và vì là một người đến đây là một người Việt Nam cho nên Tâm Trường cũng vẫn cố gắng làm sao cho những thành phố này đẹp hơn mà cộng đồng Việt Nam đây cũng có cái phúc lợi nhiều hơn, phải không ạ? Như đúng. Vâng. Và Tâm Trường cũng muốn nói gì thêm nữa không? Dạ. Hồi xưa lúc mà Tâm Trường ra nghề cảnh sát San Jose, thực sự Tâm Trường không có làm cho cảnh sát San Jose. Tâm Trường actually làm cho Santa Clara County Sheriff's Department. Ồ, cảnh sát là cảnh sát của quận hạt. Quận hạt Santa Clara. Nhưng mà Tâm Trường lúc mà làm bên bệnh á, thì Tâm Trường assigned to Cupertino, Saratoga, và Los Altos Hills. Thì Tâm Trường thấy lại, Tâm Trường thấy là cộng đồng Việt Nam mình, giống như nãy Tâm Trường nói là San Jose, Việt Nam mình càng ngày càng đông. Hồi đó Tâm Trường nhớ Tâm Trường qua Mỹ, hồi nhỏ không có nhiều Việt Nam vậy. Đi học trường cũng có một hai người thôi, mà bây giờ nhiều người quá. Mà Tâm Trường biết, Tâm Trường muốn kiểu như là giúp đỡ cộng đồng mình, thì Tâm Trường 4 năm làm Sheriff Department, Tâm Trường qua lại San Jose, thi lại hết để Tâm Trường đậu được San Jose để Tâm Trường phục vụ cộng đồng mình. Và Tâm Trường biết cộng đồng mình cũng 10% là hơn 100.000 người ở đây ở San Jose, cho nên phải cần thêm cái tiếng nói Việt Nam, dù cho cảnh sát hay là giống như bây giờ Tâm Trường đi ra ứng cử làm nghị viên. Tâm Trường muốn Việt Nam mình càng ngày càng mạnh mà cũng phải có cái tiếng mạnh nữa trong hội đồng thành phố hay là trong cảnh sát San Jose. Vâng, thưa quý vị, đó là những cái tâm tình của ứng cử viên Tâm Trường. Và quý vị vừa nghe Tâm Trường cho biết cái lý do tại sao anh ra ứng cử, nếu đắc cử thì anh sẽ làm gì, và cái xuất thân của anh như thế nào, và hiện nay cái công việc của anh đang làm như thế nào. Thì qua cái điều mà Tâm Trường vừa trình bày thì chúng ta thấy rõ ràng đây là một thanh niên trẻ, rất là trẻ. Và thứ hai là tha thiết về thành phố San Jose và yêu mến cộng đồng Việt Nam. Và không phải chỉ dừng lại ở vấn đề tình cảm nơi đó, mà còn đây là một người có khả năng chứng tỏ qua công việc mà Tâm Trường đã làm 9 năm trong ngành cảnh sát. Có những năm làm việc cho cảnh sát của quận hạt Santa Clara, và có những năm hiện nay thì đang làm cho cảnh sát của ngay thành phố San Jose này. Một người rất là có khả năng. Và qua những cái học vấn của Tâm Trường cũng chứng tỏ anh là một người có khả năng về vấn đề học thức nữa. Có đầy đủ tất cả những cái yếu tố mà chúng ta cần cho một người có thể nói là đại diện cho mình ở trong khu vực 4 như là một nghị viên của đồng thành phố. Và thứ hai bên cạnh đó là người Việt Nam có lợi điểm hơn là sẽ thông cảm nhiều hơn và sẽ tha thiết với cộng đồng Việt Nam nhiều hơn. Chúng tôi nghĩ rằng cư dân Việt Nam ở khu vực 4, nếu mà quý vị chọn Tâm Trường, quý vị có một cái chọn lựa rất là tốt. Và ngày bầu cử mùng 5 tháng 6, chúng tôi tin là quý vị sẽ đi bầu, sẽ bỏ phiếu cho anh Tâm Trường. Thì trong cái thời gian vừa qua, chúng tôi có theo dõi một số những cái tin tức, thì được biết là tờ San Jose Mercury News họ đã có cái nhận xét về các ứng cử viên trong khu vực 4. Có 3 ứng cử viên kỳ này phải không ạ? Dạ đúng rồi. Người đương nhiệm, người đang là nghị viên là ông Kenson Chu. Dạ đúng. Người thứ hai là một người mà chúng tôi không có nhớ tên, nhưng mà ông này hình như là người gốc Middle East, tức người Trung Đông phải không ạ? Raphael Sabic. Vâng, ít người nghe biết. Nhưng mà tại vì ông cũng ít cắm bảng, dạ, đúng rồi. Vận động không có mạnh. Cái người thứ ba mà được nhiều người chú ý đó là Tâm Trường. Thì hai ứng cử viên có thể nói là ngang ngửa kỳ này. Thì tờ San Jose Mercury News họ có một cái so sánh mà chúng tôi có cái tờ Flyer trên tay. Cái câu rất là ngắn của họ như thế này: Why popular in the district, Chu is less effective on the council and his opponents each have community experience. Tâm Trường, a police detective, is more viable, backed by the mayor, vice mayor and the chamber of commerce. Đại khái là khi mà so sánh các ứng cử viên đó, thì tờ San Jose Mercury News họ có nói là ông Chu thì là người dễ mến trong cái đơn vị của ông ta, nhưng mà lại less effective, tức là không có hiệu quả khi mà làm việc ở trong hội đồng thành phố. Chúng tôi nghĩ rằng là quý vị chắc là tờ San Jose Mercury News họ cũng phải rất là suy nghĩ đắn đo khi họ viết những cái dòng chữ này, vì nó có ảnh rất là nhiều tới cái tương lai chính trị của ông Kenson Chu. Nhưng mà khi mà đưa ra một cái nhận xét, một tờ báo lớn, tờ báo chính ở thành phố này nói rằng một nghị viên mà làm việc không có hiệu quả trong hội đồng thành phố, thì chắc là ông Kenson Chu cũng có vấn đề ở trong đó.
thì chúng ta không muốn để cho anh Tâm Trương phải nói không có đẹp với ứng cử viên đối thủ của mình. Nhưng mà nếu mà có một người nào đó, người ta đến với Tâm Trương, người ta hỏi Tâm Trương, tôi không biết nhiều về anh, tôi chỉ biết là ông Kang Sun-chu, ông đang là nghị viên đương nhiệm thôi, nhưng mà bây giờ anh đã ứng cử, thì anh có cái điều gì khác ông Kang Sun-chu mà khiến tôi phải bỏ cái lá phiếu tôi cho anh? Thì Tâm Trương nghĩ, Tâm Trương sẽ nói trả lời cho người ta như thế nào? Dạ, thật sự là nếu quý vị cũng biết, nhiều lúc mình đi tranh cử, người đương kim, nghị viên rất là khó. Mà kỳ này á, là tại vì cái này khác. Thì Tâm Trương biết là Kang Sun-chu dù cho làm 3 năm trên hội đồng thành phố San Jose, giống như anh nói là Mercury News endorsed, sau khi coi xét nhiều, rất là nhiều debate, là gọi là Việt Nam gọi là đối thoại đó, tranh luận đó, tranh luận đó debate trước mặt Mercury News, mà cũng debate trong BRS community. Mercury News muốn ủng hộ Tâm Trương, endorse Tâm Trương kỳ này, tại vì cũng nhiều cái lắm, tại vì Kang Sun-chu không có support cái Measure B. Cái Measure B rất là quan trọng cho quý vị của City San Jose. Nếu như không có Measure B, mình không vote yes, thì cái này mình không có cái ngân sách để làm mấy cái việc khác. Mình không có đủ cảnh sát ở ngoài San Jose. Mình cũng biết hồi xưa Tâm Trương lúc mà ra nghề cảnh sát San Jose, sau 4 năm qua đây cảnh sát San Jose, cảnh sát mình có 1.385 người, bây giờ còn có 1.106. Nếu quý vị cũng biết, nhiều lúc gọi 911, nhiều lúc cũng 1 tiếng, 2 tiếng, có thể lâu hơn mới cảnh sát mới tới. Thì cái đó Tâm Trương nghĩ là không có đúng. Tâm Trương muốn làm sao mình tăng cường thêm cảnh sát. Thì cái đó là cái Measure B, là cái pension reform rất là quan trọng cho Mercury News, rất là quan trọng cho cộng đồng mình. Mà nghị viên Kang Sun-chu không có support cái đó. Mà trong hội đồng thành phố là có 10 người và một thị trưởng. Trong 11 người đó là 8 người đã ủng hộ Measure B, mà 3 người không ủng hộ, mà ông Kang Sun-chu là một trong 3 người. Rồi cái thứ hai á, là nhiều lúc người ta nói như Mercury News nói ổng là popular, là kiểu như cái tên tuổi cũng có, nhưng mà không có làm được việc nhiều, là tại vì Kang Sun-chu cũng là một cái người mà đầu tiên, người đầu tiên làm ra cái plastic bag ban. Cái plastic bag, cái bịch 35 của quý vị đi chợ đó. Bây giờ quý vị đi chợ San Jose, vì không có được cái plastic bag, cái bịch 35, mà phải trả 10 cent cho cái bịch giấy. Thì business people, mấy người làm ăn á, thương mại ở San Jose, mấy cái tiệm càng ngày càng xuống. Tại vì không biết, nhiều lúc không phải là 10 cent, mà nhiều lúc mình thấy cũng như là hơi quá đáng, mình không muốn trả cái 10 cent đó. Người ta bớt đi chợ, đi chợ ít hơn, tại người ta không muốn cầm. Người ta ngại đi mua bán hơn. Ngại đi mua bán, tại nhiều lúc cầm, bao nhiêu quý vị biết cầm bao nhiêu món trong tay được, đúng không? Thì cái đó là một cái sự sai lầm cũng lớn lắm cho Kang Sun-chu. Cái thứ ba, nhiều lúc, cái này mình phải nói là nhiều lúc Kang Sun-chu, tiếng Mỹ không có lưu loát nhiều, cho nên ra hội đồng thành phố nhiều lúc nói chuyện mấy người nghị viên khác, nhưng mà ta không hiểu được, hay người ta hiểu lầm, cho nên làm việc cũng không có nhanh lẹ. Cái đó là vì không biết, nên việc lên online, việc qua Kang Sun-chu nói, nghe ông nói chuyện trên City Council vì sẽ biết Tâm Trương sẽ nói gì. Nhiều lúc ông nói chuyện hơi dấp dấp, tiếng Mỹ không có gần nhiều, cho nên người ta thấy là không tốt. Bởi vì kỳ này Tâm Trương mới can đảm ra để là tranh cử chức nghị viên. Thì Tâm Trương biết là cái chức nghị viên rất là quan trọng cho cộng đồng mình San Jose, để cho mình có một cái tiếng nói rất là mạnh City Council. Dạ vâng, và đó là những cái điều mà có thể nói là theo cái ý kiến của Tâm Trương, cái sự khác biệt giữa hai ứng cử viên. Một người thì có cái khả năng, có điều kiện, có tuổi trẻ, có nhiệt huyết, và một người thứ hai là ứng cử viên đương nhiệm, và là nghị viên đương nhiệm, đó là nghị viên Kang Sun-chu, thì ông ta có những cái khuyết điểm mà chính tờ San Jose Mercury News họ cũng nói ra. Và nếu mà quý vị tìm hiểu thì quý vị cũng biết cái điều đó nó rất là hiển hiện, nó hiển hiện, nó rõ ràng, tại vì cái khả năng Anh ngữ của ông Kang Sun-chu nó cũng không có được đầy đủ để có thể làm việc một cách hiệu quả được. Đó cũng là một cái yếu điểm của ông Kang Sun-chu. Thực ra thì mình cũng khó nói ở chỗ ngôn ngữ. Ông Kang Sun-chu, ông là người lớn tuổi, ông mới đến đây, thì cái khả năng ngôn ngữ của ông chắc chắn là không bằng một người như anh Tâm Trương đến đây lúc còn 9 tuổi, đi học tiểu học tại đây, đi học trung học, rồi học đại học, rồi làm việc trong ngành cảnh sát bao nhiêu năm. Thì cái điểm vượt trội của Tâm Trương nó cũng đã quá hiển hiện, nó quá rõ ràng, ai cũng biết chuyện đó. Rồi mình không trách ông Kang Sun-chu, nhưng mà có thể ông làm một cái công việc khác thì như nó đúng, thích hợp. Như đúng. Yeah, nhưng mà còn đại diện cho cư dân của một khu vực ở trong thành phố này, thì nếu mà mình có cái khuyết điểm như vậy thì cũng đó là một cái trở ngại cho công việc của mình, và đã làm cho cái trách nhiệm của mình nhiều khi mình không có hoàn thành được một cái tốt đẹp. Dạ đúng rồi. Dạ, tại vì lúc mà mình lên chức nghị viên á,
mình là kiểu như mình đứng ra mình represent là hơn 100.000 dân trong San Jose, rất là lớn mà rất là quan trọng, cái trách nhiệm rất là lớn. Thì mình phải lưu loát, nhất là trong nói chuyện với nghị viên khác. Và khi mà mình trao đổi với nghị viên khác, mình tranh luận với các nghị viên khác thì mình khả năng ngôn ngữ của mình mà tốt thì mình sẽ làm tốt cái công việc đại diện cho cử tri của mình. Tại vì nhiều khi có những cái sự mà conflict về quyền lợi giữa khu vực này với khu vực kia, phải không ạ? Dạ, đúng thì rồi. Mình phải đứng mình bảo vệ cho cư dân của mình chứ, phải không cơ? Dạ, đúng và rồi. Như vậy thì nếu mà mình bị khuyết điểm về vấn đề ngôn ngữ thì cũng là một cái trở ngại. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta tạm dừng câu chuyện ở đó. Bây giờ chúng ta đi vào một cách cụ thể. Là nếu mà quý vị là cư dân khu vực 4 và quý vị quyết định chọn ứng cử viên tâm trương thì chúng ta sẽ làm gì đây? Chắc chắn là quý vị sẽ nói thì tôi sẽ đi bầu vào ngày 5 tháng 6 và tôi sẽ bỏ cái phiếu của tôi cho anh tâm trương. Điều đó thì dễ rồi nếu mà quý vị quyết định chọn đi bầu vào ngày 5 tháng 6. Nhưng mà đa số người Việt Nam chúng ta hay thích chọn cái cách bầu gọi là bầu khiếm diện, tức là bằng thư gửi về nhà cho quý vị điền vào để quý vị gửi đi, phải không ạ? Dạ đúng. Thì cái phiếu bầu đó bây giờ đã được gửi đến nhà của các cư dân thành phố San Jose này rồi. Dạ đúng. Và nếu mà như vậy có nghĩa là quý vị ở khu vực 4, quý vị đã nhận được cái phiếu bầu. Trong đó nếu mà quý vị thấy thì quý vị sẽ có thấy có tên Tâm Trương ở trong cái list 3 người, phải không cơ? Dạ, tên đầu tiên đó. Tên đầu tiên là Tâm Trương. Lúc chọn tên như vậy là tình cờ hay là random hay làm sao, hay là bỏ thăm? Dạ, random. Random thôi. Như là bên state tự động người ta randomize. Tức là họ chọn cách ngẫu nhiên thôi mà tình cờ sao mà tên Tâm Trương lại ngay số 1, phải không cơ? Ông đúng. Good side. Dạ vâng. Thì mình ở quý vị chọn cái tên Tâm Trương, quý vị quyết định bầu cho anh Tâm Trương, quý vị chọn tên Tâm Trương. Điều quan trọng là quý vị đi bầu. Và quý vị bầu khiếm diện cũng được, quý vị bầu ngày 5 tháng 6 cũng được, nhưng mà quý vị đi bầu. Thì quý vị, nếu mà quý vị đã nhận được phiếu khiếm diện rồi, mình nên bầu, mà bầu sớm. Có nghĩa là nếu mà quý vị được thì quý vị sau cái buổi nói chuyện này, quý vị dành cho Tâm Trương 3 phút, phải không ạ? Dạ đúng. Ngồi xuống và coi cái phiếu đó và chọn cái tên Tâm Trương, quý vị gửi ngay đi. Bầu càng sớm càng tốt, để bảo đảm rằng cái tiếng nói, cái lá phiếu của quý vị nó sẽ góp phần vào cái việc mà chọn ứng cử viên Tâm Trương trong cuộc bầu cử lần này. Xin nhắc lại với quý vị là phiếu khiếm diện đã gửi về nhà rồi và chúng tôi chỉ làm một công việc nhắc nhở thôi. Quý vị đi bầu và nếu mà quý vị quyết định bầu chọn Tâm Trương thì bầu ngay, bầu sớm, gửi càng sớm càng tốt. Còn nếu quý vị nói rằng tôi sẽ đợi cho đến ngày 5 tháng 6 đi bầu thì vâng, thưa quý vị nhớ đừng quên ngày hôm đó đi bầu. Và chúng ta nhớ tên Việt Nam rất là dễ nhớ và quan trọng quý vị, đó là tên Tâm Trương. Nếu trong trường hợp có một quý vị nào khán giả nghe đài và muốn giúp cho Tâm Trương một tay để vận động với Tâm Trương, đi gọi điện thoại tới nhà hay đi vận động với Tâm Trương thì sẽ liên lạc với Tâm Trương ở cái địa chỉ nào hay số điện thoại nào? Nếu như quý vị mà volunteer là giúp đỡ Tâm Trương tại còn mấy ngày thôi, gắng cố gắng gọi Tâm Trương 408-372-0901 372-0901 408-372-0901 Nếu quý vị nào muốn lên văn phòng là 1879 Lundy Avenue, 1879 Lundy Avenue, văn phòng 136 San Jose. Tâm Trương mở cửa 7 ngày một tuần. Tâm Trương làm rất là cực, từ 10 giờ sáng cho tới 10 giờ tối. Nếu như quý vị nào muốn giúp đỡ Tâm Trương, một là đi gõ cửa, đưa flyer chẳng hạn như mấy cái này, đưa flyer cho mấy người cử tri, hay là gọi điện thoại. Nếu như quý vị biết nói tiếng Việt Nam thôi thì Tâm Trương cũng có danh sách Việt Nam. Nếu như quý vị có con hay cháu gì biết nói tiếng Mỹ thì giúp đỡ Tâm Trương thì Tâm Trương có danh sách Mỹ. Tới gọi điện thoại kiểu như nói chuyện với đồng hương mình, nhờ đồng hương mình ủng hộ, vận động đồng vận động ủng hộ Tâm Trương kỳ này ngày 5 tháng 6. Thì cái đó là gọi điện thoại hay là đi bộ hay là cấm bảng. Nếu quý vị nào thích vui vẻ thì cấm bảng, Tâm Trương không thích cấm bảng lắm. Nếu như quý vị nào cần bảng ở nhà thì cứ gọi điện thoại cho Tâm Trương, đưa địa chỉ thì thư ký Tâm Trương sẽ đưa người ra đi cấm bảng cho quý vị. Thì số phone là 408-372-0901. Dạ vâng, thưa quý vị, số điện thoại để quý vị liên lạc với văn phòng vận động tranh cử của anh Tâm Trương là 408-372-0901. Rất tiếc là thời gian của buổi nói chuyện này không còn nữa, nhưng mà chúng tôi vẫn nghĩ rằng là chúng tôi sẽ mời Tâm Trương trở lại một lần nữa trên làn sóng của Đài Phát thanh Quê Hương và Đài Truyền hình Quê Hương để nói chuyện thêm, để cho mọi người biết cái tiến trình vận động tranh cử tới đâu rồi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi xin chấm dứt câu chuyện nơi đây. Chỉ xin nhắc với quý vị là nếu quý vị quyết định ủng hộ cho Tâm Trương, chọn Tâm Trương là người đại diện cho quý vị
quý vị cư dân khu vực 4, thì xin quý vị hãy bỏ phiếu cho Tâm Trương càng sớm càng tốt nếu quý vị chọn cách bầu khiếm diện. Còn nếu mà quý vị quyết định chọn cách bầu ngay tại phòng phiếu vào ngày 5 tháng 6 thì cũng xin nhớ đi bầu sớm ngay ngày hôm đó. Xin nhớ đi bầu sớm là tại vì nhiều khi mình cứ bảo để chiều mình đi bầu, nhưng mà khi mình bận rộn phải không ạ? Dạ, sao quên. Quên đi, hay mình làm chuyện khác mình có thời giờ đi bầu nữa. Thì để tránh cái chuyện đó đi bầu sớm. Và thưa quý vị, quý vị đừng nghĩ rằng là tôi có một lá phiếu à, đâu có gì là quan trọng, một lá phiếu thì đâu có gì ảnh hưởng gì nhiều đâu. Thưa quý vị, nhiều cuộc bầu cử được quyết định sự khác biệt chỉ là một lá phiếu mà thôi, phải không ạ? Như đúng, dạ, nhiều tranh cử một lá phiếu thôi. Cho nên là mỗi từng lá phiếu cũng rất là quan trọng. Chúng tôi hy vọng là quý vị sẽ dành lá phiếu đó cho một người trẻ có nhiệt huyết, đầy đủ khả năng. Và thưa quý vị, người trẻ đó có tên là Tâm Trương vào chức vụ nghị viên Hội đồng thành phố San Jose, đơn vị số 4 cho cuộc bầu cử sắp tới đây. Xin chào tạm biệt quý vị và mời Tâm Trương gửi lời chào tạm biệt. Xin cảm ơn chú Nguyên Khôi, xin cảm ơn quý vị lắng nghe Tâm Trương trên đài quê hương. Xin kính chào quý vị. Kính chào quý vị, xin vui lòng bầu phiếu cho Tâm Trương, ứng cử viên Hội đồng thành phố San Jose, khu vực 4 vào ngày 5 tháng 6 tới đây. Tâm Trương hiện nay đang làm thanh tra viên cho Sở Cảnh sát San Jose, chuyên đặc trách điều tra tội phạm. Tâm Trương đã tốt nghiệp bằng cử nhân tại trường Đại học San Jose State và bằng cao học thương mại từ trường Đại học Phoenix. Chính sách ưu tiên hàng đầu của Tâm Trương là xây dựng lại Sở Cảnh sát San Jose, mướn thêm cảnh sát viên gốc Việt, trợ giúp những gia đình có lợi tích thấp được hưởng chương trình trợ cấp ở nhà ở, khôi phục lại những dịch vụ công cộng, tạo thêm nhiều công việc làm cho cộng đồng chúng ta. Nếu được quý vị ủng hộ bầu phiếu cho Tâm Trương sẽ làm việc hết sức mình để bảo đảm những sự quan tâm của quý vị được lắng nghe, những nhu cầu của quý vị được đáp ứng và sự an toàn của quý vị là ưu tiên nhất. Tâm Trương rất mong mỏi nhận được sự ủng hộ của quý vị trong cuộc tranh cử ngày 5 tháng 6 để cộng đồng mình có thêm một tiếng nói Việt Nam trong Hội đồng thành phố San Jose. Xin chào và cảm ơn quý vị.